3688 dành K11A của chúng ta. Chiếc xe rất là thần thoại của Abo. Abo sẽ bây giờ anh Phi sẽ test hàng. Cái tem hàng này nó hơi lạ chút xíu, bởi vì cái tem hàng này anh Phi tạo từ US Việt. Tại vì bên cái app Sengo á, nó chỉ tạo cho những cái đơn hàng mà thu tiền tận nơi thôi, khi giao thu tiền. Còn những khách hàng như là cái đơn hàng này ở Bình Dương thì cái tổng số tiền thu nó là không đồng, bởi vì khách đã chuyển khoản trước rồi, sao mà chuyển khoản dư nữa các bạn. Cái này thì tổng tiền hình như anh nhớ cả tiền hàng là 365.000, và tiền chuyển luôn á thì có 404.000 thôi, mình chỉ chuyển 500.000 dư 96.000 thôi các bạn. Anh Phi sẽ phải chuyển trả lại cho khách phần tiền này ha. Cái đó là do chị Thư sẽ làm. Bây giờ anh Phi sẽ test hàng để đóng hàng để gửi đi cho khách cái đặt. Còn anh Phi sẽ cố định số máy và bắt đầu làm đây. Chào các bạn, cố định số máy xong rồi. Bây giờ cái giấy chuyển hàng này sẽ bỏ qua. Bạn thấy cái dấu tích khi ốt chuyện này không? Rồi ở dưới này sẽ là tên xe 3688-K11A, hộp xe hơi điều khiển có sạc mở cửa, chẳng hạn mui trần sẽ không phải diễn giải ở đây. Rồi thôi thì chúng ta không nói nhiều về phần diễn giải này, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ khui cái hộp này ra, lấy chiếc xe ra và chúng ta sẽ bắt đầu test kỹ thuật ha. Từ cái việc cho pin vô, sạc pin như thế nào, pin bao lâu, rồi cho tới việc test sóng xa luôn các bạn ha. Nhưng mà trước khi là nắp pin này ra ha, lắp lại ở chỗ này trước cái đã. Rồi anh Phi ốp sản phẩm để chuẩn bị hướng dẫn các bạn sạc nhé. Rồi đây là adapter sạc của xe. Adapter này nó sẽ sử dụng nguồn điện bình thường của chúng ta là 220V. Chúng ta cắm vào trong ổ điện ha. Đèn ở đây không có cháy sáng, không có sáng lên, bởi vì chúng ta sẽ phải cắm vào xe mới có thể sạc được. Và luôn luôn các bạn khi chơi thì bật on, khi nghỉ thì để off, off, on. Và khi sạc cũng để off. Bởi vì khi anh Phi cắm vào nè, các bạn sẽ thấy đèn sáng lên nè. Khi các bạn, cái anh Phi bật qua on nè, đèn sẽ tắt, nó không có sạc đâu. Cho nên buộc lòng các bạn sẽ phải để off để sạc. Pin này sẽ sạc từ 3 tiếng cho tới 4 tiếng và không sạc qua đêm nha các bạn nhé. Và lưu ý là để off khi sạc. Và chúng ta sẽ để xe như vậy sạc trong vòng 3 tiếng là xe sẽ đầy. Đây, và các bạn không sạc qua đêm giúp anh Phi nhé. Đồ đạc nó hơi lỉnh kỉnh, các bạn thông cảm, tại vừa mới đóng vô xong. Sau khi thời gian sạc đã đủ lâu, từ 2 tiếng cho tới 3 tiếng thì các bạn tháo cái ổ sạc ra, rút cái cục này ra khỏi ổ điện, để qua một bên, đừng để nó trong ổ điện nhé. Và bây giờ anh Phi sẽ mở on sản phẩm lên, on xe lên ha. Anh Phi để đây, anh Phi sẽ thao tác để anh Phi đóng cửa lại cái đã ha. Đấy, bằng cái nút chức năng này
Khi các bạn mở cửa là các bạn đừng dùng tay để đóng nó, tại vì nó sẽ bị chêm một cái ngàm. Nó cái ngàm đó là cái ngàm để cái motor nó kéo cái cửa, cho nên các bạn muốn đóng cái cửa lại á là các bạn phải dùng cái nút chức năng ở trên tay điều khiển ha. Và khi đóng rồi thì thoải mái, khi đóng rồi thì các bạn có thể dùng tay thoải mái, thấy không? Còn khi mở thì tuyệt đối không ha, không không đẹp ha. Rồi đó là những cái điều mà anh Huy sẽ dành. Và bây giờ anh Huy sẽ bắt đầu test sóng và test sóng ngắn luôn cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ anh Huy sẽ bắt đầu test để cho các bạn thấy ha. Lật ngược chiếc xe lên, bấm tới bánh nó sẽ chạy, bấm lui là nó sẽ chạy. Khi các bạn bỏ xe xuống, các bạn bấm tới là nó sẽ chạy tới, bấm tới là nó sẽ chạy tới, thấy không? Bấm lùi là nó sẽ chạy lùi ha. Bấm quẹo trái, bấm quẹo phải ha. Đây anh Huy sẽ lật lên cho các bạn thấy, khi nó chạy thì nó sẽ dễ dàng quẹo hơn. Đấy nè, quẹo trái ha, quẹo phải ha, quẹo trái ha, quẹo phải ha. Rồi mở cửa, bạn test lại một lần nữa, bấm miếng luôn rồi nó sẽ đóng cửa lại. Nè tới nè, lùi nè, trái nè, phải nè, trái nè ha. Rồi tới, khi tới thì đèn nó sẽ sáng nè, thấy không? Anh Huy quên, anh Huy còn test sóng ngắn nữa các bạn. Test sóng ngắn thì anh Huy sẽ phải lật ngược chiếc xe lên ha. Đấy, không phải lật ngược, chiếc xe này khó lật ngược lắm. Anh Huy sẽ chêm một, để một cái này để cho chiếc xe nó nằm trên cao. Và anh Huy sẽ dùng cái tay điều khiển. Anh Huy này, các bạn thấy nó quay không? Nè, các bạn thấy nó quay không? Nhưng mà rồi anh Huy đã đổi cùng băng keo to hơn rồi. Cao nè, tới nè, lùi nè. Các bạn quan sát cái bánh nha. Là test sóng ngắn, là test sóng dài. Mở cửa rồi, bây giờ anh Huy sẽ di chuyển ra xa một chút xíu để anh Huy test nè các bạn ha. Tới lùi, các bạn quan sát cái bánh nha. Tới lùi, ok nè, anh Huy đã đi ra xa rồi. Tới sao rồi đấy. Đây chúng ta sẽ phóng to lên chút xíu nha để chúng ta dễ thấy anh Huy đã đi ra xa và anh Huy đang phóng to lên đó. Đây bánh không, rồi ok, rồi mở cửa. Rồi, việc test sóng xa thì chúng ta thực hiện xong rồi. Đấy, anh Huy sẽ phóng trở lại bình thường ha. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Tất cả các thao tác test cũng đã xong rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó.